phải man lấp chị Hà lại được. Thế còn bà con biết cái lượng phù sa, nếu mà cái lượng phù sa nhiều như vậy đó thì cái lòng sông nó liên tục nó cạn quý bà con. Phải có cái thời gian nạo vét, nó cạn là phải có nạo vét. Nhưng đằng này chúng ta thấy dòng sông dầm tắm, cái vị đó từ trước giờ có nạo vét hay không? Một cái lượng phù sa mà nó bồi lấp để mà nó trú tải đề chị Hà xuống là một cái lượng vô cùng lớn. Cái tải của nó phải nặng hơn cái tải của chị Hà là cái như phải là cái như là gấp 3-4 lần như vậy nó mới đè được chị Hà xuống. Chứ còn lúc cơ thể đang trương phình lên thì tôi hỏi quý bà con đấy, cơ thể đang trương phình lên thì cái như là một hai cái như là bao tải cái như là cái phù sa cũng không ăn thua, nó nổi lên liền đúng không? Mà sao anh Tam Sang anh lại đi cái như tư vấn vấn đề, tôi thấy nó kỳ à, mà có thật sự anh Tam Sang hay không đấy? Vì sao quý bà con? Tôi thấy cái chỗ này nó giống giống cái chỗ thằng nông dân xanh chuột. Tuấn thì nói anh Tam Sang anh hướng dẫn à, cái vị trí nào mà vợ chìm xuống thì bây giờ anh cái như là anh ra đó anh đạp cái ga cho nó mạnh đi đỡ chân vịt nó quạt lên rồi nó bay cái bùn đất ra rồi chị Hà từ dưới nổi lên tự nhiên à, cũng giống giống cái bài đây, cũng giống giống như cái thằng nông dân xanh chuột. Nông dân xanh chuột nó bảo rằng là chị Hà từ trên xà lan nhảy xuống dưới độ cao quá, bắt đầu chị Hà cái như là chuột rút, chị Hà gồng người lại cho nên không uống nước nhiều, và chị Hà chìm xuống dưới đó là cái như là cái mực nước dưới đây sông á, thì nó lạnh, cát dưới đây sông cũng lạnh, phù sa bắt đầu nó bồi nó lấp chị Hà lại cho nên chị Hà không thể leo lên, không thể nổi lên được, ông nậu. Tôi thấy là cái vấn đề đây là giống 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 như cái chỗ thằng nông dân. Mà với mà một người kinh nghiệm như anh Tám Sang không bao giờ tư vấn cái này, tôi khẳng định quý vị. Đã. Một người mà kinh nghiệm như anh Sang với mà cái chiều sâu cột nước như thế này, anh sẽ không tư vấn theo cách này. Đấy mà anh tư vấn bây giờ đó, một là cái như là dùng cái như là dây cào, đã. Dây cào giống dây cào vừa rồi đó. Còn hai là dùng thợ lặn. Chứ còn nó thật sự là không ai mà đi tư vấn cho cái kiểu mà cái như là đạp cái xà lan cho nó mạnh. Rồi trong một số trường hợp không có xà lan lấy gì đạp hả? Trong một số trường hợp không có xà lan lấy gì đạp, và cái sự vụ của chị mà tại cái cầu Củ Chiên các bà con cũng đã biết rồi đúng không? Chị nhảy một đường mà trôi lên một nẻo, rồi cái chiều cao của là cái cầu Củ Chiên so với là cái chiều cao từ cái mạch bon xà lan xuống mặt nước thì hỏi thành nông dân sinh chuột thì bây giờ cái nào nó cao hơn? Rồi chị nhảy xuống đấy rồi nó có bị lúng, bị chìm gì hết hay không? Đấy. Có nghĩa là qua những cái vấn đề thì mình cũng phải so sánh những cái trường hợp nó tương tự. Thì thấy nó khác nhau cả trời cả vực. Một người là rớt xuống một vị trí có bọn tóc dòng chảy mà nằm im đã 12 ngày và nổi lên đúng ngay cái vị trí chìm. Tuấn vẫn biết vị trí chìm, Dưỡng 10 vẫn biết vị trí chìm mà lại không dùng thợ lặn để tìm kiếm, mà lại dùng cách là đạp cái chân vịt cho nó quay vòng vòng rồi cái như là chị Hà nói là đây là một trong những cái mình cảm thấy giải thích nó không đúng. Có thợ lặn sao anh dùng thợ lặn mà anh lại dùng chân vịt đúng không? Thằng em ở tụ công an kêu làm đơn hàng đó, nó ghét cái cục của tụ đó, mà vợ mình mới mắc lu bu quá thôi bỏ. Thằng nó cũng dân đồ tiền mướn tiền thuê đấy, dụ vô nhà em tới nhà em sao biết em bật thẩm dài em chưa nói. Rồi sau sự việc này á là nó vô lý mà quý bà con. Lúc á, lúc là vợ anh chưa lên á, bắt đầu là anh treo giải. Ai mà mò được vợ em ngang, phải gọi là từ mò à, mò là sao quý bà con? Mò có nghĩa là không thấy, mình mới mò chứ đúng không? Mò là không thấy mình mới mò. Chứ còn thà nói câu ai là vớt vợ em lên, vớt là sao? Lúc đó chị Hà nói mới vớt. Còn là ai mà mò được vợ em, có nghĩa là bây giờ thật sự ra chị Hà đang chìm à, chị Hà đang chìm dưới mặt nước sao thấy, mà không thấy muốn mà tìm được chị Hà lên phải xuống để mò thôi, đúng không? Bản thân Tuấn nói một cái câu từ ai mà mò được vợ em đó thì em thưởng cho 20 triệu. Ai mà thấy vợ em đó là em thưởng cho 10 triệu, đúng không? Thà nói một câu ai mà vớt được vợ em thì 20 triệu, ai mà nhìn thấy vợ em báo cho em thì 10 triệu. Thì cái chuyện mình không cần suy nghĩ,
Nhưng mà nói một câu là ai mà mò được, vợ em cái từ mò với bà con, từ mò thì bà con biết rồi, mò cua mà ốc mà cá đấy, có nghĩa theo xác suất, theo một cái vị trí mà mình không định hướng được, mình không biết được là chỗ đó có cái gì, xuống mò đại mà bừa mà càng rồi dính, có nghĩa là lúc đó chị Hà chưa nổi lên, chưa thấy à, nên dùng cái từ mò. Được. Thì tôi hỏi quý bà con, khi mà chị Hà chưa nổi lên thì Tuấn có những cái gọi là cái mức thưởng treo là 20 triệu đúng không? Đấy, nhưng sau chị Hà nổi lên là bắt đầu là ảnh chữ acid, à, tiền không trả mà chữ acid. Nói Tuấn nó dở đây quý bà con, Tuấn quá dở. Thà Tuấn đưa acid 20 triệu là theo cái lời hứa của mình. Đó. Vì sao acid cũng nằm trong cái nhóm mà để đồng hành với là gia đình chị Hà tìm kiếm vợ mình lên, thì mình phải thực hiện đúng là hứa đã. Mình lên cộng đồng mạng hứa rồi, phải có uy tín. À, lên cộng đồng mạng hứa phải uy tín là trao Asin 20 triệu liền. Trao xong tiền đánh Asin hay chữ Asin gì cũng được, thì cộng đồng mạng họ cũng là không trách móc gì đâu. Nhưng mà anh không thực hiện lời hứa mà anh lên anh chữ Asin, anh đòi kiện Asin, tôi thấy cái điều này hơi sai sai. Được không? Thà anh trao Asin, anh trao tiền Asin, ở đây là lời hứa của tôi, tôi trao cho anh 20 triệu vì anh là người cũng đã có công tìm kiếm vợ tôi, còn cái việc anh chia cho bà con, chia cho ai đó việc của anh, nhưng trao tiền trước đánh anh sau nè. Lý do tôi đánh anh nè, một là do anh có những cái phát ngôn, hay là do anh có những cái bịa đặt thế này là khác, có nghĩa rằng Tuấn nó cũng có đủ cái khả năng để nó làm điều này, thì nó cũng phải đưa ra những cái luận chứng. Đằng này cái bảo rằng Asin đang tàu lao, mà tôi hỏi quý bà con bây giờ đang tàu lao ở chỗ nào. Đấy, bản thân anh đi hứa cho người ta 20 triệu, bây giờ anh đã trao hay chưa? Có nghĩa anh chưa đền ơn cho người ta mà anh đã trao quá. Không? Mình là người đàn ông, có nghĩa là quân tử, là cái nghĩa là ân quán rõ ràng. Cái nào mình thọ ơn người ta thì mình trả, còn cái nào người ta đang nợ mình thì mình theo mình đòi. Được không? Đằng này ân quán anh chưa rõ ràng, anh hứa một đường anh làm một nẻo, mà cuối cùng lên cộng đồng mạng là sao? Đến cái ngày mà gia đình tìm cái vật chứng vật đồ, những cái mà khả nghi vật chứng, bà Năm bà quất một câu cứ đưa lên đi, cho A Sinh nó ủng tờ. Ông nậu ơi, bây giờ tại sao mà cứ theo A Sinh mà thù? Hả? A Sinh thật sự đó, A Sinh có sai, có sai thì phải chỉ ra cái điểm sai A Sinh để A Sinh nó biết nó sửa. Thế còn bây giờ không chỉ ra cái sai của A Sinh mà lại là hăm dọa, cái như là đưa lên đi cho A Sinh ủ tờ, bà Năm bà biết cái đó là cái gì hay không? Mà bà dám kết luận trước khi cái đó là cái như là được đưa lên trên mặt nước, bà cũng chưa biết, mà chưa biết mà tại sao mà nó đưa lên cho A Sinh ủ tờ? Ủa tại sao mà nhiều người trong gia một gia đình mà lại là cây cứu A Sinh như vậy? A Sinh đang động chạm đến họ là cái vấn đề gì? Đó. Hay là A Sinh đang nói xấu họ cái vấn đề chi? Hay là A Sinh đang động chạm tới những cái quyền lợi gì của họ hay sao? Nhiều lúc A Sinh lên xà lan rồi có đạp cái như chấp sơn xà lan hay không mà họ thích. Đó không? Tôi nghi quá quý vị. Nhiều lúc A Sinh lên mang giày mang đồ, nhiều lúc là cái như đi dưới bùn dưới đất lên, dặm vô giày chắc là cái như là dặm như vậy làm dơ xà lan người ta bực. Đấy, cho nên xà lan người ta là vội vội hoàng hoàng sơn lại màu sơn khác ngay. Cái đó là cái mới quan trọng. Cái màu sơn khác là thấy hơi quan trọng. Đấy. Tuấn bảo rằng cái như là các anh quay, đừng quay biển số xà lan để sau này cho con em nó làm. Cái câu đó tôi suy nghĩ mãi. Thật sự quý vị, riêng câu đó tôi suy nghĩ mãi. Ủa tại sao vợ mình mất, mình là người cha mình phải tiếp quản xà lan, để mà cái khai thác xà lan để có một cái nguồn kinh tế để nuôi con mình. Mình vẫn còn, có nghĩa mình vẫn còn tồn tại, mình vẫn còn đứng lên kể như là để vận hành cái xà lan này. Thì bản thân mình có đã chết. Đúng không? Mình phải thể hiện mình có trách nhiệm một người cha đi lao động về để nuôi con. Nhưng mà Tuấn nói một câu rằng, các anh đừng có quay biển số xà lan em nha, để sau này con em nó đi làm anh nữa. Đồ. Tại cái thời điểm đó là anh tính cái đường là con anh làm anh, chứ còn bản thân anh có làm anh được nữa không anh chưa tính tới, mà anh tính cái chuyện là cái như là con anh tiếp quản xà lan rồi. Được không? Vì sao đó, xà lan của mình vợ mất, thì bây giờ phối hợp đã tìm ra vợ rồi, bồ yên mã đẹp cho vợ rồi, còn ai cần cái gì nữa thì mình phối hợp để mà trong quá trình điều tra nó dễ dàng. Còn cái chuyện hiện bây giờ mình là người tiếp quản xà lan, con vẫn còn tuổi học sinh anh học.
chờ mà hai đứa này nó tiếp quản xà lan, nó chờ, nếu chờ Hình Sơn nó tiếp quản xà lan nó chờ 10 năm sau đó. Rồi Mê Linh nó chắc anh rằng nó sẽ không chọn cái người đó, vì nó đã học hết tốt nghiệp 12 rồi đó. Chắc anh nó sẽ đi thi vào một cái ngành nào đó, và đến bây giờ thì thông tin cho bà con không biết đâu. Mê Linh cũng đã được một suất du học để mà đi sang Singapore học đâu đó. Thì đến bây giờ tôi hỏi vì sao mà anh là người cha anh vẫn còn làm chủ xà lan, mà lúc YouTube lên quay là anh không cho quay biển số, anh bảo để sau này con cái anh còn làm anh nữa. Cái câu đó tôi thấy hơi kỳ kỳ. Anh còn đang tiếp quản mà tự nhiên anh lại bi quan như thế. Sao lúc đó Tuấn bi quan hả ta? Mình là người đang tiếp quản xà lan, mình vẫn là từ nhà vợ bé về dành quyền điều hành xà lan với con vợ. Mà sao tự nhiên con vợ chết rồi Tuấn lại bi quan mà bảo rằng trời ơi sau này con em làm anh nữa, đừng có quay biển số lên. Thức phim đó bây giờ bà con chắc cũng nghe rồi, thấy không? Tôi thấy là có những cái giai đoạn là Tuấn đang bi quan, đang bi quan nha, đang rất bi quan. Lúc mà chị Hà chưa lên đó, lúc chị Hà chưa lên, các anh đừng quay biển số em nghe, để sau này con cái em nó đi làm ăn nữa. Tôi nói sao kỳ đó, sao bi quan dữ vậy? Mình ít ra mình cũng làm được đôi ba chục năm nữa, tuổi Tuấn mới 40, ít ra nếu nó vận hành xà lan cũng tầm 20 năm nữa. Chiếc xà lan bây giờ khai thác 20 năm nữa vẫn bình thường, không vấn đề cả, tu bổ hàng năm là chuyện bình thường. Mà sao Tuấn có những cái bi quan ta? Thật sự lần đầu tiên mà tôi xem thức phim là thấy thức phim nó Tuấn bi quan nhất. Bình thường đây coi mạng gặp cái xin Hải đăng rồi tào lao lao, một có đăng mượn mình bực đó. Tính không có mượn mà anh nói này kia giùm thấy cho con mình ăn học rồi, để ảnh hưởng con mình hay kia rồi. Chứ công việc mình vẫn bình thường ha. Công việc mình bình thường đâu gì đâu. Con điện nhón gái hoài nó học có tài kẹt tiền điện ba gỡ đó mà. Tiền bạc thì cha con của em biết. Chứ con mình vợ không làm gì mà tiền con nhón gái mà hỏi chưa chuyển chuyển chưa chuyển chưa làm gì. Giờ sao bây giờ bé Linh đi du học rồi đó, Tuấn biết chưa Tuấn? Bé Linh được xuất đi du học rồi đó. Được cái chị người bí ẩn tài trợ cho một suất học bổng quý vị. Để rồi Tuấn biết chưa? Nó khổ, Tuấn nó thật sự. Bây giờ em khổ lắm. Con của mình, con của mình mà bây giờ con đi du học á, rồi bữa vừa rồi có vừa tiễn đi không? Có về để cha con ngồi nói chuyện với nhau tâm tình hay không? Đây là một trong những cái rất khổ tâm nha. Có con mà không được nói chuyện với con, cái đây mới khổ tâm quý vị. Tôi nói bây giờ đó, những cái câu hỏi trong đầu bé Linh là tôi nói với con nó dày như là cái như là nó muôn vạn câu hỏi. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì chắc anh rằng trong cái đầu bé Linh không bao giờ nguôi ngoai cái vấn đề bây giờ là vì sao đâu quý vị. Thì bây giờ Tuấn, nếu mà mình là người cha mà còn thương con đó, nói thật đây là một lời khuyên chân thành. Thì Tuấn cái gì liên lạc của bé Linh chia sẻ thật. Thời buổi bây giờ rồi, nó chặn số này ta mua số khác, ta mua một rố sim đó, ta gọi mà chặn đi, còn chặn nữa thì mua sim nhắn tin, có nghĩa là mình cả như là bằng mọi giá để phải liên lạc được với con của mình, đúng không? Đó là con của mình mà cần cái sự cưu mang giáo dục, cần cái sự mà cái như là động viên an ủi trong những lúc thế này, mình phải là cái như là bằng cách nào không cần biết mà anh phải liên lạc con của anh. Chứ không thể mà đưa ra một lý do trời ơi nó chặn số em rồi. Dĩ nhiên về tâm lý những đứa trẻ này là nó chặn số là điều bình thường. Vì sao quý bà con? Cái lứa tuổi của nó đó, nó cần cái sự cưu mang đùm bọc giáo dục mà từ trước giờ không thấy điều đó có từ anh. Và bây giờ mẹ nó mất đó, thì đây là một cú sốc rất lớn. Trong khi đó bản thân anh cũng không dám khẳng định hay không dám phủ định được bất kỳ vấn đề gì liên quan cái sự vụ của mẹ nó đây. Thì cái điều nó bức xúc, cái điều nó đặt cho anh những cái dấu hỏi, thì tôi nói quý bà con không bao giờ mà trách nó được. Mình phải là hiểu nó, phải hiểu từ vấn đề đó. Chứ còn bây giờ nó thật sự chơi cái đó giống như chơi ngoài xã hội. Tao điện mày không được mà chặn số tao thì thâu khỏi điện. Làm các chuyện đó. Trong nhà mà gia đình với nhau mà. Mình là người cha phải gọi là gì? Phải có một cái gọi là cái tình thương gọi vô bờ bến chứ, tình cha ấm áp như vầng thái dương ở đâu rồi đấy.
Nên thật sự quý con, có những cái nên anh giải thích mà mình nghe nó thật sự nghe cũng đau lòng, nghe cũng thấy cũng cũng tội cho hai đứa nhỏ. Ổng là cậu thôi chứ mà không quan tâm vô tiền bạc nữa làm gì. Rồi hoàn thành cái mộ của chị Hà Hà đó là bao nhiêu tiền anh? Chưa hỏi những cái đi học luôn rồi nó chưa nói. Sao biết được? Hoàn thành cái mộ chị Hà bao nhiêu tiền sao tôi mới được khỏi khỏi khóa? Ừ, cái vấn đề đây là bên vợ lo, Túng sao nó biết được mà hỏi. Đúng không? Túng đâu biết được đâu mà chơi.